RSX nè, đây là cụm bóng ngắn nè, đây hai lại chính hãng nha, chính hãng là đọ từng cái nó ngay vô khuôn hết mà. Đây so cụm bố trước, đây có chữ QB nè, đây có chữ QB nè, chính hãng nè, mà được cụm bố này dài nè, rất là đẹp. Cụm bố ngắn nè, ngắn nè, đưa vô cái là nó bắt chữ hơn, chuông coi như bỏ nè, biết là biến gáp càng luôn. Hồi xưa người ta còn lụm gáp càng, giờ vậy đưa vô cái gáp cỡ nào gáp chứ cũng lò xo với ấy đồ nó cũng lên đường hết này. Cái chuông mà bóng mà không thấy hình luôn, nói chung là cầm trên tay là biết cái hàng xịn luôn. Đây nhìn nè, nhìn nè, với mấy cái hàng xịn nó có đóng chìm, đây là hàng dởm không có đóng được cái này nè, cái này chìm. Đúng rồi. Còn cái hàng theo xe bây giờ còn là dở hơn này nữa nè. Cái này thằng này sản xuất cho thằng này, mà thằng heo theo xe nè. Hồi xưa á là có đóng chìm nè, thấy không? Mà bây giờ á mua chiếc này lại là không có đóng chìm này luôn. Như là chiếc đời sau này á. Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ mất cái đóng chìm đó, là giống như nó đặt hơi rẻ tiền hơn chút xíu. Nguyên cái cụm này có 550 mà. Chính hãng luôn, 550 ghê vậy luôn. Lỏng đi đóng hoài đúng không, đóng hoài chạy mà đóng cao su lô vô nó lỏng liên tục. Ôi lời ít mà bền ông ơi, làm được việc hoài này nghe. Đó, vô khuôn khổ hết. Ba cái này có ba dấu chấm nè, có ba dấu chấm nè, cắm chưa?